Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và chúng ta đều biết rằng trong Arena Free Fire chúng ta có rất nhiều những cái trang phục khác nhau và thậm chí có những cái trang phục rất đẹp. Và cái này họ sẽ luôn bán những cái trang phục này với cái giá nó có lẽ là ít người có thể sở hữu được. Tuy nhiên thì có một số những cái trang phục mà có được giảm giá cực mạnh đến 90% và thông qua vote của người chơi. Và trong video này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái trang phục mà đã từng được giảm giá với cái giá mà không bằng bát phở luôn. Cái trang phục đầu tiên thì đó chính là cái trang phục bác sĩ ngoại khoa. Và cái thời đó thì trang phục này nó được đưa lên trang chủ để vote với ba cái trang phục khác, bao gồm hai trang phục thổ dân với một trang phục ninja thần chết. Nhưng mà tất nhiên là chẳng ai lấy cái bộ thổ dân với ninja thần chết đâu. Thế nên là cái bộ bác sĩ ngoại khoa này nó đã được giảm giá rất mạnh và nó chỉ có giá 99 kim cương. Thực ra thì cái bộ này cá nhân mình thấy là nó cũng không phải là một bộ đồ quá đẹp, trông thì nó khá đặc biệt. Tuy nhiên thì trông nó không phải là một cái đồ gì đó mà bắt buộc chúng ta phải sở hữu. Tuy nhiên thì với cái giá 99 kim cương, tức là chia đến 100 kim cương đi, 99 kim cương thì nó chỉ bằng đâu đó khoảng 20.000 thôi, và chưa bằng bát phở ở Hà Nội nữa. Và với cái giá như vậy thì rất nhiều người đã bỏ tiền ra để sở hữu. Và đây cũng là một trong những bộ đồ mà có lẽ là nó trở thành bộ đồ quốc dân. Và không biết là thời điểm đó thì có bạn nào đã sở hữu cái bộ đồ này hay chưa. Và thực sự thì mình thấy là cái bộ đồ này thì mình đã từng review một cái tài khoản, mà cái tài khoản đó là của một anh chàng bác sĩ. Và anh chàng bác sĩ này chia sẻ là cả quân đoàn anh ta mặc cái bộ này. Có hai bộ đồ bác sĩ, có một bộ này và một đồ bác sĩ nữa. Nhưng cái bộ đồ mà có gọi là rất là nhiều máu này thì mới là cái bộ đồ được giảm giá. Và thực sự thì mình thấy là cái bộ đồ này thì nó không phải quá bắt mắt. Nhưng mà bạn nào mà đam mê ngành y mà lại thích chơi Free Fire thì có lẽ đây là một sự lựa chọn số 1 cho các bạn khi mà chơi Arena Free Fire. Và thực ra thì cái giá nó lại tương đối rẻ đi. Và so với cả những cái đồ mà được vote giảm giá còn lại thì hai cái bộ tù trưởng thì có lẽ là không ai lấy bao giờ. Trong khi đó thì cái bộ ninja thần chết thì nó quá là phổ biến nên mọi người cũng sẽ không lấy. Đấy, bộ ninja thần chết thì trừ khi là đưa vào sự kiện cày miễn phí anh em lấy thôi. Thế nên ở thời điểm đó game thủ không có sự lựa chọn nào ngoài cái bộ đồ đó là bác sĩ này. Cái bộ đồ thứ hai có lẽ rất nổi tiếng rồi, đó là bộ đồ con hàng máu hồng. À quên mất, đó là bộ đồ tuổi hồng thơ ngây. Và ở cái thời điểm mà ra mắt thì nó phải cạnh tranh với bộ đồ ba tư nữ, bộ đồ rock cơ, như là cái bộ đồ nữ thủy thần. Tuy nhiên thì tất nhiên là cái bộ tuổi hồng thơ ngây nó vô đối rồi, vì trước đó để sở hữu bộ đồ tuổi hồng thơ ngây này người chơi nó phải tốn khá là nhiều tiền. Và sau này khi cái bộ đồ này bán 99 kim cương thì ngay lập tức là nửa cái server Việt Nam là húp ngay cái bộ đồ này. Cái bộ đồ này thì có gì đặc biệt, và nhìn qua là biết đặc biệt luôn rồi. Và bạn sẽ có một cái váy hồng, và bạn sẽ có một cái tóc hồng, một cái áo hồng trông cực kỳ cute, một cái đôi giày múa ba lê, và thậm chí là có một cái pansu trông cũng cực kỳ là cute hột mè, và tất cả là màu hồng. Và chỉ có một điều nó hơi sai sai, đấy là đây là bộ đồ nam anh em ạ. Và đấy, cái chuyện mà nó sai nó lại nằm ở chỗ đấy cơ. Và thực sự thì đây là một trong bộ đồ mà được coi là phá cách bậc nhất trong Arena Free Fire. Và đến thời điểm hiện tại cũng không có những cái bộ đồ đặc biệt đến như vậy ở trong cái bộ đồ này. Và bộ đồ này theo một số những cái game thủ họ gọi đây là bộ đồ biến thái màu hồng anh em ạ. Và thực sự thì cái bộ đồ này nó rất là đặc biệt luôn. Đến thời điểm này vẫn chưa có một cái bộ đồ nào mà mang tính reverse. Reverse nó nghĩa là kiểu đảo ngược ấy, anh em. Đấy, ở trong một số những tựa game khác thì chúng ta luôn có những cái kiểu đồ đó là đồ nhân vật nam thì mặc đồ nữ, và nhân vật nữ thì mặc đồ nam. Tuy nhiên thì đây là bộ đồ gần như là duy nhất trong Arena Free Fire thời điểm tại theo cái phong cách này. Và nó là một trong bộ đồ mà có rất nhiều pro player hay thậm chí là những cái người gọi là yêu thích Free Fire mà họ nạp rất nhiều tiền thì họ vẫn sử dụng cái bộ đồ này. Và thực sự thì đến thời điểm này thì đây vẫn là một trong bộ đồ rất đặc biệt. Và không biết là có trên kênh của Riaki Gaming thì có những bạn nào đã từng sở hữu cái bộ này với giá 99 kim cương, tức là với giá không bằng bát phở. Cái thời đó thì cái vụ 99 kim cương cũng gây nên một cái sự tranh cãi rất lớn, vì mọi người cho rằng là bộ này nó quá xịn, không thể bán với giá 99 kim cương được. Bộ đồ tiếp theo thì có lẽ là không còn nhiều bạn nhớ đến bộ đồ này, thì nó cạnh tranh với là bộ đồ taekwondo nữ, bộ đồ bãi biển, bộ đồ thần chết, và luôn là bộ đồ thần chết. Tôi không hiểu sao bộ đồ ninja thần chết luôn bị đưa vào trong những cái vote như thế này. Và tất nhiên là bộ sơn tinh này nó sẽ chiến thắng, bởi vì trong bốn cái bộ này thì chẳng có bộ nào đáng giá bộ sơn tinh cả. Và hồi đó thì có lẽ là nhiều bạn vẫn còn sở hữu bộ taekwondo nữ, và đến thời điểm hiện tại thì có lẽ nếu mà cho vote lại thì nhiều người sẽ lấy bộ taekwondo nữ. Đơn giản là bộ taekwondo nó trông nó cũng khá là đặc biệt, nó là
kiểu đồ võ mà nó lại còn đi chân đất nữa. Tuy nhiên thì ở thời điểm đó thì mọi người đã vốt bộ Sơn Tinh này, và tất nhiên là sau khi mà mua bộ này với giá 99 kim cương thì có rất nhiều người đã cảm thấy hối hận và nhìn đã thấy hối hận rồi. Thứ nhất là bộ này không có tóc, bộ này chỉ có chúng ta một cái mặt nạ, và cái mặt nạ để không che tóc. Thế nó mới hay. Và cái mặt nạ cộng thêm với là một bộ đồ, thực ra thì bộ đồ này nó là bộ đồ yêu tinh xanh. Nhưng mà bên về Việt Nam thì bên Nga nào đổi tên lại để cho nó thành kiểu phong cách Sơn Tinh Thủy Tinh thì nghe nó thú vị hơn. Nhưng thực ra bộ đồ này là một bộ đồ trong dịp Giáng sinh. Tên tiếng Anh của nó là bộ đồ yêu tinh xanh, và cái bộ đồ này thì cá nhân mình thấy nó không đẹp lắm. Nhưng thật ra thì về sau bên Ghana thậm chí họ còn làm thêm một cái phiên bản màu xanh xanh tím tím của cái bộ này nữa. Và thật ra thì cả hai những cái bộ đồ này cũng chả có bộ đồ nào bán được giá cả. Người ta lấy cái bộ đồ Sơn Tinh này chủ yếu chỉ để lấy cái mặt nạ của nó thôi. Tuy nhiên thì trong Free Fire về sau thì người ta thích sử dụng đầu sừng, hoặc là có một số cái mặt nạ khác đẹp hơn, ví dụ đầu quỷ vương. Thế đâm ra cái bộ này nó cũng rơi vào lãng quên. Ở thời điểm đó thì tôi cũng chẳng biết là có ai bỏ ra 99 kim cương để mua bộ này không. Thực ra thì không mua thì tiếc, nhưng mà mua thì nó lại thành thừa anh em ạ. Vâng, không mua thì mình sẽ cảm thấy là kiểu tiếc, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng mà mua thì tự nhiên bỏ ra 20.000 đấy, 20.000 đấy nạp thẻ được đủ các thứ khác, các kiểu là điểu luôn. Ok, đó là số phận ở bộ đồ Sơn Tinh. Và thực ra trong cái danh sách này có lẽ đây là bộ đồ được bị hắt hủi nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có, đó là một trong những cái bộ đồ vừa được ra mắt vừa được bán lại giá 99 kim cương, đó là bộ đồ Disco Man. Bộ đồ này nó đã phải cạnh tranh với cả đó là bộ đồ Điệp Vụ Báo Hồng, bộ đồ Brazil, cũng như là hai cái bộ đồ Chim Thiên Đường. Nhưng như mình đã phân tích rồi, tất nhiên Disco Man nó sẽ là bộ chiến thắng. Bộ đồ Disco Man này trước đây lần đầu tiên nó ra mắt là trong sự kiện, đó là sự kiện gọi là dự đoán của Đấu Trường Sinh Tồn. Sau đó thì chúng ta có một cái sự kiện mà cho phép mua cái bộ này, nhưng với giá cũng hơi chát một tí, và mấy trăm kim cương tôi không nhớ chính xác nữa. Nhưng mà đợt này nó được bán lại với giá chỉ có là 99 kim cương thôi. Đấy, nhiều anh em thì cũng chê là bộ này cũng chả có gì đẹp. Thì tất nhiên là bộ này nó cũng chả có gì đẹp lắm, chủ yếu là nó có tí màu mè. Đấy, nó có tí màu mè, trông nó cũng khá được anh em ạ. Và thực tế thì cái bộ đồ này thì tuy là nó không phải quá đẹp, nhưng cái màu của nó thì trông nó cũng khá khác biệt so với phần còn lại. Và đó lý do vì sao mà đây là một trong bộ đồ khá là ăn khách. Cái bộ đồ Disco Man ấy, nói một chút về lịch sử của nó ấy, thì vốn nó là một bộ đồ trong vòng may mắn vàng. Nhưng mà cái thời đó bên Ghana, đó là khoảng OB 9, OB 10 gì đó, thì bên Ghana khá lươn lẹo. Họ lại không cho bộ này vào trong bộ đồ vòng quay vàng ở thời điểm đó, mà họ lại cho cái bộ đồ này vào trong một cái sự kiện khác, đó là cái sự kiện dự đoán của Đấu Trường Sinh Tồn. Và sau này thì cái sự kiện dự đoán này không có nhiều người sở hữu được cái bộ này hoàn toàn cả, và nên là sau đó thì bên Ghana đưa lại vào trong một cái sự kiện để bán ra. Trong khi đó thì ở bên server nước ngoài ấy, cái bộ đồ Disco Man này là một trong bộ đồ rất ăn khách. Thứ nhất là nó nằm trong vòng quay vàng, nên là chẳng có tội gì mà người ta không lấy cái một cái bộ đồ mà trông rất đặc biệt như này cả. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái pro player họ cũng rất là thích cái tóc cũng như là cái kính của bộ Disco Man này. Trong cái bộ này có lẽ chỉ có cái quần thì mọi người không thích lắm, và cái quần thì nó hai màu khác nhau, nên là có lẽ mọi người không ưa cái quần này lắm. Nhưng mà trong cái đó thì chủ yếu là mọi người sử dụng cái mũ và cái kính. Và cái mũ và cái kính của bộ Disco Man này cũng khá là dễ để có thể phối đồ. Có ở thời điểm hiện tại mình thấy là cũng có khá nhiều bạn là thích cái kính của Disco Man này phối vào trong những cái bộ đồ nam. Từ đầu cái video đến giờ các bạn có thể thắc mắc là ủa sao tất cả những cái đồ này đều đồ nam. Đúng, chính xác như vậy. Bên Ghana Free Fire không bao giờ thực ra thì do game thủ không bao giờ lựa chọn những cái đồ nữ, hoặc là do Ghana Free Fire không bao giờ họ đưa những cái đồ nữ đẹp vào trong những cái phần giảm giá, vô giảm giá này cả. Và đa số cái việc mà sử dụng đồ nam như thế này cũng thúc đẩy người chơi mua hơn. Và bộ đồ đẹp nhất trong những cái trong cái danh sách này có lẽ chính là bộ đồ trai nổi loạn. Và đây thực sự là một trong bộ đồ mà nó mang lại rất là nhiều sự hứng khởi cho người chơi. Đơn giản vì bộ trai nổi loạn này nó quá đẹp so với ba cái bộ đồ cạnh tranh với nó lúc đó, đó là bộ đồ 34 nam, bộ đồ 34 nữ, cũng như là cái bộ đồ bãi biển. Vâng, vô đối rồi, bộ này vô đối, và bộ này mua 99 kim cương thực sự là đáng tiền. Không biết là thời điểm đó nhiều bạn mua cái bộ đồ này với giá 99 kim cương hay không, nhưng đây có lẽ là một bộ đồ rất đẹp. Thứ nhất là áo và quần nó rất có màu sắc, cái buộc tóc của nó cực kỳ đẹp, cái khăn che mặt của nó màu cũng rất ngầu, và bên cạnh đó thì cái giày nó được coi là một trong cái giày nam đẹp nhất trong Ghana Free Fire từ trước đến giờ, và chưa kể đẹp nó lại còn hiếm nữa. Thì thực sự thì đây là một trong những cái bộ đồ mà theo mình đánh giá là nó rất đáng đồng tiền bát gạo, và nó là cái bộ đồ đáng giá nhất trong số những cái đồ 99 kim cương đã từng bán ra, nếu như các bạn không phải là một fan của bộ con hàng máu hồng. Ok, thì đó chính là cái bộ trai nổi loạn này. Và
có một cái thông tin thú vị cho các bạn. Nếu các bạn chưa biết là bộ chai nổi loạn này nó đã được đổi màu một lần. Vâng, trước đây thì cái màu sắc của bộ chai nổi loạn này nó không phải là màu này, nó là một cái bộ màu mà trông nó tối hơn. Sau đó thì bên Ghana khi mà họ update game lên thì họ đã chỉnh sửa lại cái bộ này một chút, và bộ này nó có một cái tông màu sáng hơn, đặc biệt là ở cái khăn che mặt cũng như là cái khăn buộc đầu đó. Nếu mà bạn nào sở hữu cái bộ này từ thời đầu thì nếu bây giờ các bạn kiểm tra lại cái bộ này, các bạn sẽ thấy là nó khác hơn so với là thời đầu các bạn bỏ tiền ra mua. Và thực sự thì đây cũng là một trong những bộ đồ mà theo mình đánh giá là đáng đồng tiền bát gạo nhất trong những cái sự kiện này. Và thực sự những cái sự kiện vô giảm giá như này giúp chúng ta sở hữu được những cái đồ đẹp mà với giá có lẽ là còn thấp hơn bát phở nữa. Vâng, thực sự là đúng là thấp hơn bát phở thật. Các bạn có công nhận điều đấy không? Với 99 kim cương tức là khoảng 20.000 Việt Nam đồng, cứ cho là 25.000 đi, các bạn vẫn chưa ăn được bát phở ở Hà Nội đâu. Vì một bát phở ở Hà Nội bây giờ nó rơi khoảng 35-40.000 một bát phở cơ. Ok, và đó là top 5 những cái đồ được giảm giá cực mạnh. Vâng, giảm giá tới 90% nhờ cái sự vote của người chơi. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một số những cái đồ nữa nhờ việc share cũng nhờ việc vote để được giảm giá, nhưng nó không cần phải cạnh tranh cái bộ đồ nào nên mình không đưa trong danh sách này. Ok, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Real Gaming, thấy những video của mình lành mạnh bổ ích, có những thông tin hay dành cho các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.